giày giày nè, cho anh ngồi đây bên giày đi. Rồi còn gì nữa không con? Dạ cái gì nhận đi ra đồng hồ nha, cái sô rung vậy phải chọn. Trời ơi nó đi bớt soi mối cuộc đời tôi lại đi mà vũ ai. Không phải đâu, những cái này là những cái khán giả rất cần thấy nè. Thôi nè, đi quay show mà đem theo bao nhiêu đây cái đồng hồ? Trời ơi, người ta phải thay đồ nhiều số lắm má. Hôm nay 2 giờ thôi, tỉnh thôi, không ăn có 2 chai bình thường mà đến mười mấy chai rồi mà. Hết vỗ. Rồi, cái hộp này là hộp gì đây? Bung 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 ra giùm mẹ coi con. Này, nhẫn, trời ơi. Trời ơi, xì nè. Ủa, xì đem nguyên cái showroom đi theo luôn hả? Trời ơi, người ta phải thái độ bà nội. Ây da, tôi không lấy nét được luôn nè, nó lấp lánh quá, tôi không lấy nét được luôn nè. Con bớt soi mối đời tôi lại, tôi làm ơn. Đây nè, đó. Tôi phải lấy nét từng cái luôn nè. Ơi. Để tôi yêu tôi sống đi trời ơi. Cái gì ơi, đi làm đó. Đi lên show đó. Đem ra bao nhiêu đây rồi nè. Tại vì có nhiều người á, tay chân hột quá cho nên là tôi phải đeo tôi chặt. Nhưng mà người ta là người ta là hột đá, hột xì là đeo cái hột gì vậy hả? Trời đất ơi, quá đáng thiệt á. Chặt cái gì mà chặt. Hết sức mà nó. Thiệt sự luôn đó. Hôm nay là còn ít đó quý vị, bình thường là đeo đến 20 cái lên. Thôi, đồng hồ mà làm như đồng hồ đeo tường thì đem 20 cái. Trời đất ơi. Cái này nhá. Đâu? Cái này hay là cái này? Thôi, cái này trắng đi. Cái này nó mắc như kia hả? Đâu thử coi. Cái đồng hồ hồi nãy là nó như vậy. Nhờ anh phải tháo cái kia ra vậy. Nhưng mà phải tháo cái màu đen ra. Cái màu đen ra hơn đó. Màu đen nó ra hơn chứ đúng không? Nó mát chuyên với cái này hơn. Ok, vậy đi. Nó gì đó, nó Dr. Strange. Ok. Mày làm cái gì ôm hả? Cái gì vậy? Mày đừng quay cái gì mà quay cho nè. Không phải, tôi tức. Mày mở ra, em mở ra cho chị coi đi. Cái gì đây? Đây là quản lý. Ê quên, đây là chợ đi, cô Trúc Hạnh. Cái hao này là cái gì? Đồ sinh tồn thì. Đồ sinh tồn. Má ơi, trời ơi. Cuộc sinh hàng ngày má ơi. Đây, bỏ ra. Đây, cái ấm nước, đây là cái bình nước. Rồi, cái gì nữa? Tôi thân bốc tất cả những cái đồ mà hôm nay sẽ đi làm. Rồi, trời ơi, đi quay game show mà ổng đem theo cái lắp điện luôn quý vị. Để mà ăn má luôn, chứ đồ ăn nóng luôn mà. Rồi. Xin ơi, cái này còn ghê hơn là người ta đi đẻ nữa đó xin. Chứ đồ ăn ăn không mùi không ăn được. Cái này là dọn nhà luôn rồi đó xin, tôi dọn nhà cũng không nhiều vậy. Cái này là mỗi ngày đều đem theo hả Nguyên? Mỗi ngày đi quay chị. Mà tại sao có một mình anh xin mà có một ba bông tỏi? Sao mày làm cái mặt giống như tỏi ép mà vậy Nguyên? Dạ đâu, em đang nhớ đồ. Rồi cái kia là gì? Đường ăn kiêng. Rồi ok. Rồi cái đó, cái là gì? Mắm. Cái gì? Mắm. Mày nói lắm, cái gì? Mắm gì? Nước mắm hả? Dạ, nước mắm đặc biệt. Ủa nước mắm cũng đem theo hả Nguyên? Đúng chị. Rồi cái đó là cái gì? Cũng nước mắm luôn chị. Một loại nước mắm loại khác. Nước mắm mà loại khác. Có loại xịn với loại không xịn. Không xịn thì ăn mấy cái đơn giản rồi phải pha thôi. Còn xịn là phải để chấm. Cái này mình đi làm hay là cái này là còn hơn dọn nhà không, nữa đó. Ăn nước mắm dở được. Rồi ok, nước mắm bao nhiêu chai vậy? Mày coi lại giùm chị coi. Dạ, 1, 2, 3, 4 chai. 4 chai nước mắm. Rồi ăn có 2 chai nước mắm, 4 chai nước mắm. Rồi cái đó này là mật ong. Mật ong để chi? Dạ, lỡ có khang tiếng cái em pha. Cái đó là cái gì anh? Cà phê bột chị. Cà phê bột, rồi. Cái này là của nó nha. Nè, cái này là của nó. Nước rửa chén là của nó. Đi làm mà nước rửa chén để làm cái gì? Thì nó phải rửa thôi. Rồi, ok, nước rửa chén. Rồi cái gì là gì nữa? Xà bông rửa tay chị. Rồi còn cái gì là gì nữa? Này là dao, rồi muỗng, rồi ống hút. Trời đất ơi. Đi làm đó hả? Anh xin đó hả? Có cái quạt nữa. Là ngày nào là cũng cái đó nữa hả? Okay, em đem cái thố của em kia lại đây đi, cái thố mà lẻ nữa của em cầm lại đây đi luôn. Đó, đồ của em. Có chai nước suối mà phải uống chuyên dụng thôi. Đâu em cái đó đặt nằm tất cả nữa nè. Cái này là đồ ở trong vali thôi quý vị, còn này là đồ phải sắp theo nữa nè. Rồi. Cái này của em. Mày dơ lên cái gì vậy? À cái đó của mày. Mày nước suối. À nước suối. Tại tôi uống cái nước khác tôi uống không được. Dạo này già uống nước bị lợ sợ. Rồi, nước suối. Cái ly. Uống nước chị. Cái ly rồi còn có thêm một cái bình nữa. Nước biển. Dạ, có cái bình nữa. Đó là cà phê. Rồi cầm thêm nước biển đây chi. Nước muối để xúc miệng vậy. À nước muối. Nước muối cái là nước biển nè. Rồi cái đó là gì? Cũng xịt hồng. Xịt hồng. Rồi gì? Tại sao ba bốn cái bình nước vậy xin? Bình này pha trà, bình kia đựng cà phê. Pha trà, bình kia cà phê, vụ hai món khác nhau phải làm hai bình. Bình màu đen là cà phê, bình màu trắng là pha trà, còn bình trong này là nước suối. Nước suối. Dạ. Còn có những cái cây massage nữa. Cây massage.
Tại vì nhiều khi già cả nó đứng lâu là nó đi là nó nhiều nó tập thể dục và nó phải vậy. À. Rồi đó là nguyên một đá. Xin đi làm mà xin dắt theo nữa cái tiểu đội luôn á, xin 8-9 đứa vậy đó hả? Đây là mối quan hệ cộng sinh phải có nhau mà sống. Còn cái bịch màu trắng là gì vậy? Của mày hay là của anh xin? Dạ của anh không có chị. Trời đất ơi, đừng có xô ra má ơi, cái gì cũng xô hết. Không, mình tập hợp là mình phải như vậy, người ta muốn biết cả thằng vậy. Thằng gì ướt. Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Còn gì sót của anh không? Dạ còn cái thay tôi nào mà quay luôn đi. Không, tại vì người ta phải muốn biết thì hiểu không? Thì đi làm thì... Ôi bà muốn biết nha, ai mà muốn biết. Không, xin coi này nha, rất nhiều người muốn biết luôn nè. Không. À còn cái ghế rồi. Ê thằng ghế mày bán đứng vừa khỏe hay mày? Không, còn một cái ghế nữa quý vị. Trời ơi, con gà chắc tháng này có cái ghế bắt ra luôn. Có ghế mở ra luôn ở đây luôn không? À quên, đây nè, nói nè. Trời ơi, cái trời đất, bao nhiêu đôi dài? Dạ 5 đôi chị. 5 đôi dài, 60 đồng hồ. Xin, một ngày quay mấy số mà xin đeo không 6 đôi này nó 2 số. Một ngày quay 6 số, xin đem 2 số. 2 số, xin đem theo 6 đôi dài với 60 đồng hồ. Để backup nếu như mà không tại vì mình không biết đồ nào và giày nào để mình đổi. Mình kẹp. Backup mình chỉ backup một cái thôi, không ai backup gấp đôi, gấp ba lần như vậy hết á. Thì tính luôn hôm qua đi, mình backup hôm qua luôn. Trời ơi, nó nói hôm qua là đồ khác nữa kìa. Tôi nghĩ là nãy nè, mấy bốc xin đi quay á, xin đem theo một cái xe gọi là xe tải á, xe bán tải hay là xe tải gì đó. Tôi nghĩ là tháng này chắc là nhiều đứa phải bị trừ lương nhiều, cho nên nghĩ là tụi nó đang sung sướng quá. Tôi thiết nghĩ là nên đuổi luôn đi xin. Nên đuổi nha, đang rảnh quá và bóc phốt tao. À quên, còn cái loa nữa. Cái loa nữa quý vị, mà cái loa này rút bà bự. Đi câu anh, loa này để làm gì không Vũ? Bự lắm. Giờ đi mở chú đại bi cho tụi bay nghe nè. Mở chú này bây giờ tụi bay nghe, tụi bay sám hối nha mấy con yêu nghĩa. Trời ơi.